chào mừng các bạn đến với kênh Nhi Điều Kỹ Năng, chuyên kênh chia sẻ kỹ năng đồ học, hỗ trợ thiếu nhi và các phương tiện cuộc sống. Mình là Võ và hôm nay thì mình sẽ review về các đồ học và Nhi Điều Kỹ Năng đang có. Thì đây là một sản phẩm đồ và phổ thông của Nhi Điều Kỹ Năng, và sản phẩm này có giá là tôi đang bán một sản phẩm đầu tiên với giá 200.000 và sản phẩm còn lại thì sẽ có giá 250.000. Thì những sản phẩm này mình đã tuyển chọn rất là kỹ lưỡng về âm thanh, thì hình dáng bên ngoài, thì âm thanh của những chiếc đồ và trung bình như thế này thì sẽ có nhẹ, nó sẽ kêu vang và ấm. Thì bây giờ mình sẽ test thử lái cho các bạn cùng xem ha. Mình sẽ bóc bất kỳ cái này thì có âm nó sẽ to hơn cái nãy. Trung bình một chiếc cầu và 200.000 này thì kích thước chiều dài là 40cm nha. Rồi bây giờ mình sẽ đến cái loại này. Thì loại này được làm từ sừng bò châu Phi. Còn các loại mà mình đã giới thiệu cái này thì được làm bằng sừng cao hay là sừng cao thẳng. Nếu bạn nào nghi ngờ nó là như vậy thì mình sẽ đốt. Đốt giống như là đốt khóc, nhưng nó sẽ bay mùi khét, bay chất sừng. Còn đây là sừng bò châu Phi, nó sẽ to hơn và có giá nó sẽ cao hơn cái giá của loại đường như này. Và loại này nó to hơn nên là âm thanh nó sẽ khác, nó sẽ to và vang hơn. Đây cũng là sừng bò châu Phi, và cái này phải to hơn cái mình vừa giới thiệu. Cái này nó có độ cong và cái âm thanh của nó cũng rất là khác, nó vang. Đây là cái to hơn, mình sẽ giới thiệu và làm được từ nhỏ đến lớn nè. Và những cái này thì giá nó cũng khác. Cái này lại to hơn một chút nè. Cái này thì chiều dài nó cũng tầm 55-60 cm. Đây là một sản phẩm cũng bằng cái vừa rồi. Mình sẽ test âm thanh thử. Rất là to. Thì những cái này mình thổi với hơi rất là không cần mạnh, hơi rất là nhẹ, đảm bảo cho các bạn khi đi các bộ phim trận trời lớn thì đủ sức, đủ hơi. Và cái này là dài hơn các sản phẩm trước và âm thanh của nó rất là đặc biệt. Đây là hai sản phẩm gọi là đỉnh, rất là dài và nó có độ cong. Thì cái sản phẩm này đã để lại cái đầu nhọn của cái sừng, nó vẫn có
đúng hình dáng của cái sừng loài động vật thì nó không giống như các cái loại này. Các loại kèm mà nổi trong loài này sẽ khác một cái lỗ lan không giữ nguyên được cái hình dáng của cái sừng loài động vật. Và cái việc mà cái các cái thông này nó sẽ khó hơn các cái đầu. Bây giờ mình sẽ thấy âm thanh của loài này. Đó nên là mình dùng hơi rất là ít nên là mình sẽ không dài được. Thì ngoài việc các bạn dùng cái này để làm tù và các bản tin thì mình còn có thể là treo trong nhà làm bằng kim tuyến thì đây là một con sừng rất là to. Sừng nên đây là sừng tạm nặng chứ không phải là nhựa. Thấy là cái này nhiên thì cái này là đã qua xử lý là mài cho nó ngắn ở dưới này nó chưa đẹp. Tất cả những cái đồ vàng cái gì đang bán thì đều là sự tự nhiên không phải là đồ nhân vật. Nếu bạn nào mà chứng minh được phẩm của shop bán đồ nhân vật thì có thể bày các câu cái giá tiền. Và đây là một sản phẩm tinh nhất trong cái bộ sưu tập này. Đây cũng là sừng bò trong phi và còn giữ nguyên được cái đỉnh của cái sừng. Ngoài là một bộ bạc bạn có thể sử dụng để treo trong nhà làm bằng trang trí rất là đẹp. Cái này nó rất là dài dài nhất là đẹp. Bây giờ mình sẽ test âm thanh đi. Mình dùng hơi rất là nhẹ, mình không cần dùng nhiều hơi, không cần dùng nhiều sức nhưng mà thổi thì nó khá là nhanh. Thì bạn nào quan tâm đến các sản phẩm về kỹ năng thanh niên, đặc biệt là cái lô tù và kỹ năng mình đang có đây, thì các bạn có thể liên hệ số điện thoại 0903 9626 hoặc là nhắn tin vào fanpage video kỹ năng, tôi sẽ có nhân viên hỗ trợ các bạn sửa cho mình sản phẩm thích. Thì hiện tại ở đây mình đang có là 2, 4, 6, 8 loại thù vàng to nhất từ nhỏ đến lớn, từ ngắn nhất đến dài nhất, và có 23 tổng cộng 23 cái đồ vàng loại thông thường là loại tôi đang khuyến mãi với giá 200.000 một cái đối với lại 1 tháng đầu tiên, còn sau đó thì chúng ta bán giá là 200.000 còn 8 cái mà mình đã giới thiệu mà loại to và dài thì tùy cái kích thước sẽ có giá khác nhau. Để liên hệ vào các bạn xin chào.